Thánh Venanti Bùi Tiến Dũng, từ phụ hồ đến giấc mơ cuồn cúp cùng em trai. Đôi tay ấy từng lấm lem vữa bùn xi măng cát. Đôi tay ấy từng bấm bụng thật chặt qua cơn đói để luyện tập. Đôi tay ấy từng gạt đi hai dòng nước mắt vì nghịch cảnh và số phận. Và đôi tay ấy đã đưa U23 Việt Nam đi từ ngưỡng cửa lịch sử này đến đỉnh cao lịch sử khác. Đôi tay ấy là của Bùi Tiến Dũng, thủ thành số 1 của đội tuyển U23 Việt Nam. Làm ruộng, làm thuê, làm phụ hồ. Tiến Dũng, không vào. Bình luận viên truyền hình hai lần lạc giọng sau những tình huống không thể tin nổi xảy ra trước tầm mắt. Anh là người duy nhất trong đội hình U23 Việt Nam mà hai tiếng không vào có giá trị lớn chẳng khác nào một bàn thắng, thậm chí là cả một chiến thắng cho đội nhà. Câu chuyện cổ tích dành cho U23 Việt Nam hết qua trường hào hùng này lại tới trường lẫy lừng khác. Chiến thắng sau loạt luân lưu nghẹt thở trước U23 Qatar đưa niềm tự hào của Đông Nam Á vào tới tận chung kết châu lục. Và với riêng Bùi Tiến Dũng, hai lần thành người hùng sau những màn đấu súng trước Iraq và Qatar như một sự chiêu long của số phận sau quá khứ cơ cực khó khăn và nhiều nước mắt. Bùi Tiến Dũng sinh năm 1997, làng Bào, xã Ngọc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, thành phố Thanh Hóa là nơi Tiến Dũng cùng em trai Tiến Dũng sinh ra và lớn lên. Tiến Dũng là con thứ hai trong gia đình ba chị em dân tộc Mường. Nhà Dũng nghèo, bố mẹ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tuổi thơ anh gắn với bờ tre, gốc dạ, với những củ sắn, củ khoai trở thành bữa ăn quen thuộc từng ngày, từng tháng. Tiến Dũng và em trai Tiến Dũng thích bóng đá, nhưng nhà lấy đâu ra điều kiện để mua cho hai anh em dù chỉ là một trái bóng nhựa. Dũng và Dũng lấy lá chuối, giấy vụn cuộn tròn lại để chơi, hoặc may mắn hơn là chờ những quả bưởi hỏng sau nhà Dũng để cùng nhau vui đùa. Đến năm lớp 7, trung tâm huấn luyện dưới huyện Thường Xuân, Chiêu Sinh, Dũng và Dũng xin bố mẹ cho đi thi tuyển. Nhưng nhà đã nghèo sẵn, giờ mỗi tháng lại phải chu cấp cho mỗi đứa 600.000 đồng. Chú Khánh của Điều Nghĩ thì thương con, nhưng thật chẳng biết xoay sở như thế nào nữa. Ông Bùi Văn Nguyệt, chú ruột của Tiến Dũng kể lại, dù nhà rất nghèo nhưng thấy các cháu đam mê, gia đình đã cố gửi các cháu sang luyện tập ở huyện Thường Xuân. Hàng tháng, bố mẹ cố gắng làm lụng gửi tiền sang cho hai con. Thế nhưng giấc mơ bóng đá đã không suôn sẻ với cả hai anh em. Trung tâm đào tạo trẻ tại huyện miền núi Thường Xuân phá sản, ngừng hoạt động, cả hai dầu dĩ trở về quê hương. May mắn sau đó đã mỉm cười, nhưng chỉ là với cậu em trai Tiến Dũng. Đúng lúc đó, Dũng đọc được trên mạng tin PVF Hồ Chí Minh tuyển sinh lứa 1998 tại Thanh Hóa. Nếu được tuyển, mọi chi phí ăn ở sẽ được lò đào tạo chi trả, gánh bớt nhọc nhằn cho bố mẹ ở quê. Vượt qua hàng loạt ứng viên, Dũng xuất sắc giành suất vào Nam. Nếu như người ta phải đá tới 5 lần để đánh giá, thì riêng Dũng chỉ cần 2 quả đã nhận được cú gật đầu quý báu của huấn luyện viên. Sợ em trai nghĩ ngợi, Tiến Dũng vỗ vai. Em yên tâm tập luyện, việc nhà cửa đồng áng chăm sóc bố mẹ cứ để anh lo. Dũng về nhà giúp bố mẹ. Đến cái nước này, cô Điều đã nghĩ tới viễn cảnh cậu con trai vốn yêu bóng đá mê mệt sẽ nói lời từ biệt sân cỏ. Quả đúng như vậy, Dũng thừa chuyện với mẹ. Bố mẹ khó khăn quá thì con ở nhà giúp đỡ bố mẹ. Con tìm nghề khác, con làm cho bố mẹ đỡ vất vả. Nghe con thừa chuyện, cô Điều khóc thương. Con ơi, bố mẹ thì vất vả thật đấy, nhưng vẫn còn sức khỏe. Các con cứ đam mê theo đuổi sự nghiệp đi. Suốt hơn một năm trời, Tiến Dũng không còn nghĩ nhiều đến bóng đá. Cuộc sống của anh quanh quẩn với ruộng đồng, với những ngày tháng làm phụ hồ, chát vữa, trộn bê tông. Đôi tay Dũng chai sần cứng ngắc, từng ngón tay run lại, thô ráp và sần sùi về nước, hóa chất, cát và xi măng. Nhớ lại những ngày tháng ấy, Dũng không hối hận, bởi có đi làm thuê như thế, anh mới kiếm được tiền để đỡ đần bố mẹ khi khốn khó. Đĩa thịt mỡ đổi đời. Đã có lúc, Tiến Dũng nghĩ rằng cuộc đời anh sẽ gắn bó với xi măng, gạch vữa và những buổi cuốc mướn làm thuê. Thật may cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Dũng đưa Tiến Dũng về đội trẻ Thanh Hóa. Thời điểm đó, bóng đá trẻ xứ Thanh chìm trong khó khăn. Mâm cơm của những chàng trai đang tuổi ăn tuổi lớn chỉ độc một đĩa thịt lợn mỡ và chút ít canh rau cho đủ bữa qua ngày. Tiến Dũng và những đồng đội thuở ấy phải chia nhau từng muôi cơm, miếng thịt. Những buổi sáng đi học văn hóa, anh chỉ có nắm xôi tí hon ăn cho đỡ nóng ruột. Thậm chí có hôm, Dũng phải bấm chặt bụng nhịn đói.
bóng đá trở lại với Tiến Dũng chẳng dễ dàng, nhưng anh chẳng bao giờ trách rằng mình cơ cực đến vậy. Bởi với Tiến Dũng, được đá bóng đã là điều may mắn, được ăn thịt dù là thịt mỡ cũng là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Ban đầu Tiến Dũng chỉ muốn đấu ở vị trí trung vệ, nhưng sau khi thấy Dũng có chiều cao, thầy huấn luyện viên lại ngỏ ý cho anh sang tập thủ môn. Miệt mài tập luyện trong khung gỗ, Tiến Dũng được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trao cơ hội triệu tập vào đội U21 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu Nation Cup tại Malaysia vào tháng 6 năm 2016. Anh không phải là sự ưu tiên số 1, thậm chí là đứng thứ 4 trong số 4 người gác gôn của đội bóng. Khi ấy, Tiến Dũng chẳng bao giờ dám mơ mộng rằng đến một ngày mình được đứng trong khung gỗ đội nhà. Được một lần nữa tập luyện cùng em trai, lại trong màu áo đội tuyển trẻ quốc gia, đã là điều tuyệt vời. Còn mọi thứ, em chỉ biết cố gắng hết mình thôi, Dũng nói. Tiến Dũng miệt mài chăm chỉ rèn luyện trên sân. Anh kiên trì, không tự ái, chịu thương chịu khó với ý chí phấn đấu cao ngùn ngụt. Anh từng bước khẳng định được mình qua những trận đá tập nội bộ trước mắt các thầy của đội bóng. Tiến Dũng sau đó vượt qua Sĩ Huy, Thanh Tuấn để trở thành thủ môn số 1 của U19 Việt Nam. Vòng chung kết 19 châu Á 2016, sự xuất sắc đến mức khó tin của anh chàng gác gôn dân tộc Mường giúp U19 Việt Nam tạo nên cơ địa chấn tại Bahrain. Tấm vé dự vòng chung kết U20 World Cup 2017 vẫy gọi Tiến Dũng và em trai. Hai anh em đứng trước cơ hội được cùng nhau sát cánh tại một giải đấu lớn mà cả hai thậm chí chưa từng mơ ước. Và rồi một năm sau, Dũng cùng đồng đội làm nên cơn địa chấn này đến kỳ tích khác tại giải U23 châu Á. Dũng chẳng ngại bất kỳ cú sút nào của đối thủ, kể cả loạt đấu tay đôi trên chấm 11m. Người ta gọi Dũng là người hùng trên chấm luân lưu định mệnh. Bình thường chàng trai gốc Mường hiền lành, ít nói hay ngại ngùng, nhưng hễ cứ xỏ gong là lột xác thành một tay gôn lì lợm. Một khi đã lên sân cỏ, Dũng sẵn sàng vô hiệu hóa tất cả cơ hội ghi bàn của đối thủ, điển hình như những cú bắt đúng bài hai đội Iraq và Qatar vừa qua. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Em trai giữ gôn cùng anh nhé! Trước ngưỡng cửa lịch sử dự vòng chung kết U20 World Cup, cả hai cùng dặn nhau rằng phải cố gắng hết mình để cùng nhau cất tiếng hát quốc ca đầy tự hào tại Hàn Quốc. Thế nhưng ông trời đã không chiều lòng người, Tiến Dũng bị gãy xương quai xanh sau chuyến tập huấn tại Đức. Chứng kiến em trai không thể thi đấu ở World Cup, Tiến Dũng lặng người. Ngày 10 tháng 5, sân Thống Nhất, trận giao hữu quốc tế giữa U20 Việt Nam và U20 Argentina, thủ môn Bùi Tiến Dũng bước ra sân với một sự khác lạ. Sau tấm áo màu vàng dành cho thủ môn là một chiếc áo khác, đó là áo số 6, số áo quen thuộc mà Bùi Tiến Dũng đã mặc xuyên suốt những giải đấu ngót 2 năm cùng U20 Việt Nam. Trước trận đấu đó, Tiến Dũng gặp em trai mình, anh qua Hàn Quốc sẽ mặc áo của em để cùng thi đấu. Câu nói ấy đủ khiến Tiến Dũng bùi ngùi. Thời khắc chàng tiền vệ trẻ xa anh trai, xa gia đình để vào PVF có lẽ cũng không xúc động đến nghẹn ngào như khi nghe câu nói ấy. Không chờ đến khi sang Hàn Quốc, Tiến Dũng đã mặc chiếc áo ấy đằng sau áo đấu của mình ngay từ trận đấu với U20 Argentina. Em muốn em trai mình sẽ cùng toàn đội thi đấu ở U20 World Cup. Thủ thành người Thanh Hóa bày tỏ thật lòng tình cảm của mình. Em trai, giữ gôn cùng anh nhé! Chàng thanh niên ít nói, chuyên tranh làm việc nhà với bố mẹ. Hai anh em Dũng thương bố mẹ, luôn cố gắng dành dụm tiền để gửi về lo cho cả gia đình. Có lần nghe tin bố nhập viện và thiếu máu gấp, Dũng bắt xe từ Thanh Hóa về làng Bào. Cho máu xong, cậu lại xuống trung tâm đào tạo. Khi đó mẹ Dũng như ngồi trên đống lửa, ngủ không yên giấc, chỉ lo sức khỏe của con. Cứ hễ được nghỉ phép về nhà, Dũng lại tranh nhổ sắn cho lợn ăn, rửa bát, dọn nhà. Cô Điều đã phải thốt lên rằng, thằng này không ngán một cái gì. Khi nói về đứa con trai ương bướng này, cô kể mỗi lần ăn xong, Dũng lại bảo mẹ xuống nhà xem TV đi, bắt đũa để đấy cậu lo. Rồi khi thấy mẹ xách thùng rau cho lợn, Dũng lại chạy ù ra hét lớn, mẹ ơi, để con xách cho. Tiền thưởng, món quà xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của U23 Việt Nam ngày một tăng. Các cầu thủ cũng hy vọng rằng số tiền ấy sẽ đỡ đần nhiều cho cuộc sống và gia đình của họ. Với anh em Tiến Dũng, Tiến Dũng, họ cũng chẳng mơ ước gì cao sang. Cả hai cùng bàn nhau gom góp tiền để sửa nhà cho bố mẹ, xây thêm một gian phòng hoặc mua thêm một hai con lợn để gia đình tăng gia sản xuất. Còn một ước mơ nữa,
Dũng và Dụng đã thực hiện được nhưng vẫn tâm niệm rằng sẽ phải cố gắng hơn nữa, đó là có thể tự đưa bố mẹ đi nghỉ mát. Cuối năm ngoái khi có tiền thưởng, anh nhờ người bạn thân đưa bà nội, mẹ và cô đi Đà Nẵng. Cả đời bà và cô em chưa bao giờ được đi máy bay, còn mẹ em thì chưa bao giờ được đi nghỉ mát. Mọi người vất vả hàng chục năm rồi, Dũng nói. Vượt qua nghịch cảnh, Tiến Dũng đã và đang khẳng định mình trên bước đường thành công của nghiệp gác gôn. Nhưng anh vẫn khiêm tốn chia sẻ rằng, còn nhiều việc phải làm lắm anh ơi. Đây là lúc em phải làm tốt hơn nữa để đền đáp người hâm mộ cũng như nỗ lực để cống hiến cho màu cờ Tổ quốc nói chung và Thanh Hóa nói riêng. Bởi nếu không có họ, không biết bây giờ em đã đi đâu về đâu nữa. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé.